chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, đó là sự hiện diện của chú rể Quang Huy, cô dâu Minh Anh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón một lễ cưới thật đẹp. Quý vị, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn. Trước tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, bạn bè của gia đình, đôi bên nội ngoại, bạn bè của hai cháu. Đấy là cái điều đầu tiên tôi xin được gửi tới mọi thành viên đang hiện diện có mặt tại hôn lễ của hai cháu ngày hôm nay. Hôm nay mọi người thấy chú rể và cô dâu của chúng tôi thế nào ạ? Cô dâu và chú rể hôm nay quá tuyệt vời ạ. Quá tuyệt vời. Xin một vài ý kiến nữa. Tuyệt vời lắm ông ạ. Tuyệt vời lắm. Có nghĩa là hai ông bà ngoại, rồi cả ông bà nội của cháu nữa, đều có một cái niềm tin rất tin ở cái tình yêu của các cháu. Là suốt cái thời gian làm ngõ ăn hỏi và hôm nay ngày cưới, thì hôm nay là tất cả các ông các bà vui chung cùng với gia đình chúng tôi. Sự có mặt của các ông các bà tại đây, chúng tôi rất là vui và chúc các ông các bà toàn thể chúng ta ở hội hôm nay có một cái lời chúc sức khỏe. Tell me the love. Sống thì sẽ có nhiều khó khăn vất vả, sẽ có những cái lúc va chạm, nhưng các con phải hết sức là nhường nhịn nhau, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Hôm nay thì chỉ có mỗi một cái điều mà mẹ không phải là nhắn nhủ gì nữa, mà chỉ là điều mong mỏi, thực sự là điều mong mỏi của bố mẹ hai bên, đấy là được nhìn thấy các con bình an và hạnh phúc. Chỉ có cái điều đấy thì mới làm cho bố mẹ và ông bà an tâm. Thế thôi các con nhé, hãy sống thật là hạnh phúc bên nhau. Thế là bố mẹ vui rồi nhá. Còn bây giờ cánh cổng hoa hạnh phúc của khách sạn Xuân Nam sẽ được mở ra. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đào Hoàng Thanh, người cha đáng kính của cô dâu Minh Anh, sẽ dắt tay con gái của mình vào lễ đường hạnh phúc. Ngày hôm nay Quang Huy đã chọn cho mình một bộ vest cưới rất sang trọng lịch lãm, trên tay cầm bó hoa tươi thắm để sẵn sàng trao tay cho người con gái mình yêu thương, đó là cô dâu Minh Anh. Yeah, no.
gia đình. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các ông, các cụ, các bà cùng toàn thể quý khách, quý quan khách có mặt ở đám cưới ngày hôm nay của con chúng tôi. Thì báo cáo với các ông, các cụ, các bà với toàn thể quý khách thì là được sự thống nhất, được sự cho phép của chính quyền cộng với hai bên gia đình. Đây gia đình tổ chức lễ cưới cho hai cháu, hai con là Quang Huy và Minh Anh. Sự hiện diện của các quý vị ở đây là niềm vinh dự đối với gia đình. Một lần nữa thì thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của khách. Cảm ơn ạ. You should change your